Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đang có con Mija Omni. Mình cực kỳ phấn khích về nó vì nó là con robot hiện đại nhất hiện nay các bạn có thể mua được ở tháng 6 2022. Ok, cùng mình xem chi tiết về nó nhé. Thứ Mija Omni có vẫn là một con robot hút bụi, cùng với đó là một trạm giặt rẻ tự động, hút bụi tự động. Không chỉ như thế, còn có thêm cả thêm nước tự động vào trong máy. Đồng thời tính năng cực kỳ hay của nó chính là cái khả năng nâng hạ rẻ lau một cái tự động giống như con S7 Ultra. Nhưng mà S7 Ultra chỉ là lau rung thôi, còn con Mija Omni này nó là lau xoay cực kỳ xuất sắc. Về vấn đề nâng hạ rồi lau, những nhà bạn nào sử dụng thảm thì chắc chắn là đã biết sự tuyệt vời của nó rồi. Tuy nhiên thì kể cả các bạn không xài sàn thảm ấy nữa, các bạn chỉ có sàn gạch thôi, thì việc nâng hạ rồi lau có một lợi ích rất lớn, đó chính là khi mà máy đã đi lau ngoài xe, nó lau ở những chỗ bên ngoài mà khiến cho cái rẻ lau nó dơ rồi, thì khi mà nó trở về trạm để giặt rẻ thì với những máy thông thường ví như là Realme W10 hoặc là Realme Eva chẳng hạn, nó không khả năng nâng hạ rồi lau, thì cái rẻ lau đó sẽ được kéo lê từ chỗ dơ đi về cái trạm để giặt rẻ. Còn với Mija Omni ở đây chúng ta đang có thì nó nâng cái rẻ lau lên không chạm đất và nó đi thẳng tới cái trạm giặt rẻ mà không khiến cho cái vết dơ bị kéo lê ra. Và ok, cùng mình mở hộp con Mija Omni đầu tiên tại Việt Nam nhé. Đây là toàn bộ những gì chúng ta sẽ có khi chúng ta mua Mija Omni. Và ở đây có một điều mình rất ấn tượng, đó chính là cái kích thước của cái trạm hút rác và giặt rẻ tự động, nó rất là nhỏ gọn luôn. Kể cả so với những dòng nhỏ gọn như là S7 Ultra hoặc là dòng mà nhỏ gọn nhất trước đây là Realme Eva thì cái này cũng nhỏ hơn rất là nhiều, cực kỳ gọn. Mà tính năng thì Mija Omni nó có quá nhiều, vượt trội toàn bộ những dòng trước đây. Chúng ta sẽ có cáp sạc, một chai nước lau sàn. Chai này cái tỷ lệ pha là 1/100. Nhờ vậy mà chỉ một chai nhỏ thế này thôi, chúng ta sẽ pha được khoảng tầm 20 lít nước lau sàn rồi. Ở đây là một cái sản phẩm đã sử dụng, một cặp đế lau và rẻ lau, một cái túi rác sơ cua, một cái chổi cạnh và một cái lược để chúng ta vệ sinh cho con robot. Cùng với đó là robot và trạm giặt rẻ. Trên Mija Omni chúng ta sẽ có một cái trạm tự động và cái trạm này làm được rất là nhiều thứ. Nó sẽ vừa hút rác tự động, vừa giặt rẻ tự động, vừa sấy khô. Thì những tính năng này là những tính năng chúng cần hay sử dụng nhất của trên một con robot rồi. Mặt trên thì chúng ta sẽ có 3 nút cảm ứng để có thể điều khiển nhanh con robot này. Bên trong thì chúng ta có 2 cái hộp nước khá là quen thuộc, dung tích là 2,5 lít, một hộp nước dơ và một hộp nước sạch riêng biệt với nhau. Ở phía dưới giữa thân thì chúng ta sẽ có một cái vị trí để chúng ta có thể lấy được cái túi rác ra khá là dễ dàng. Đây là cái túi rác và cái dung tích của cái túi rác này thì theo hãng công bố thì chứa được tới 30 ngày trước khi phải thay thế. Còn dưới này, đây là vị trí mà mình đánh giá cao nhất trong tất cả các dòng mà tự giặt rẻ. Đó chính là khả năng dễ vệ sinh của nó. Với những dòng như là W10 hoặc là các dòng như S7 Ultra thì các bạn sẽ thấy là cái vị trí này nó khá là khuất, bị che khuất bởi nhiều thứ. Để đưa tay vào phần này thì nó khá là khó khăn. Thì với con Mija Omni thì cái phần này khuét rất là sâu, vậy nên các bạn vệ sinh rất là dễ dàng. Các bạn cũng có thể lấy được cái lược này ra khi nó bám những cái vật thể có thể gây chặn dòng nước hút vào ở đây thì các bạn có thể lấy nó ra và vệ sinh rất là dễ dàng. Tất cả phần này thì mình chạm tay rất là dễ dàng, không phải khó khăn những dòng khác. Gắn lại cũng cực kỳ dễ luôn. Và cái phần giặt rẻ này, có những tấm gai này thì khi máy về nó sẽ trà hai cái rẻ lau này xuống đây và nó xoáy tròn cùng với lượng nước tiết xuống để giặt rẻ. Nhờ đó mà cái rẻ lau này sẽ được tự động vệ sinh một cách sạch sẽ. Những vị trí khác như là đây cổng hút rác, một cổng thổi và một cổng hút cho một cái hiệu suất hút cực kỳ ấn tượng. Mình xin khẳng định luôn, cực kỳ ấn tượng khi mà nó vừa thổi vừa hút, khiến cho cái luồng khí đẩy cái rác ở trong robot đi được hút lên trên này rất là dễ dàng. Ở sâu bên trong nữa thì chúng ta có một cổng tiếp nước cho robot. Cổng này nó sẽ bơm nước vào trong con robot của chúng ta. Và lượng nước đó sẽ dùng để giữ ẩm rẻ, đồng thời cũng để giặt rẻ luôn. Các vị trí khác như chân sạc và cảm biến ở phía này. Và đây là hai cổng sấy khí nóng. Hai cổng này thì theo Xiaomi nâng cấp khả năng sấy nhanh tới 70% so với thế hệ trước như là W10. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, Mija Omni. Ở mặt trên robot thì cũng không nhiều sự khác biệt, thì chúng ta vẫn có một cái thiết kế LiDAR ở phía trên, có hai nút bấm trở về sạc và bắt đầu làm việc. Cùng với đó bên trong thì chúng ta sẽ có hộp bụi. Hộp bụi này thì có thiết kế thêm hai cái cổng hai bên để một luồng khí đi vào và một luồng khí đi thổi rác ra ngoài. Ở mặt trước thì chúng ta có một cái nâng cấp rất là lớn, đó là kiểu nhận diện mới nhất của họ nhà Xiaomi khi trang bị laser ở hai bên, LiDAR cùng với camera kết hợp với công nghệ AI cho khả năng nhận diện cực kỳ xuất sắc kể cả trong bóng tối. Thì mọi người có thể tin rằng là đây là thiết bị nhận diện tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ở bên phải thì chúng ta vẫn có một cảm biến ven tường quen thuộc, và mặt sau thì đó là cổng tiếp nước cùng với đó hai vị trí chân sạc của máy. Còn đây là vị trí cổng hút rác của máy. Ở mặt dưới của robot thì chúng ta vẫn có những cái cảm biến quen thuộc như là cảm biến siêu âm, cảm biến chống rơi. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có một nâng cấp nhỏ là cái bánh xe, thế thức khá lớn. Thì theo mình cái bánh xe này cho khả năng chống trượt rất tốt. Như mình thử ở đây thì độ bám khá là ok. Thì ở phần chổi chính, theo mình thấy đây là một kích thước khá tốt so với những dòng robot hình tròn. Cái thước chổi lớn hơn một chút xíu so với những dòng robot thông thường. Và cuối cùng, cái phần đặc biệt nhất của Mija Omni đó chính là cái phần mà rẻ lau. Ở đây thì các bạn có thể thấy, khi mình đặt ở vị trí này, cái phần rẻ lau nâng cao lên và nó sát với mặt nhựa của nó. Và khi mà máy chạy, máy sẽ xoay phần rẻ lau này và đưa hạ cái rẻ lau này xuống dưới, chạm xuống mặt đất. Và đồng thời có một cái áp lực nhấn xuống là 10 N sẽ giúp cho máy lau một cái hiệu quả nhất có thể. Khi gặp thảm thì máy sẽ tự động xoay ngược lại và nâng cái rẻ lau lên, sẽ không chạm vào mặt thảm gây ướt thảm cho các bạn nữa. Với khoảng rẻ nâng cao tới 7 mm như bạn thấy ở đây thì robot có thể tránh được phần lớn trừ các trường hợp làm ướt thảm của các bạn. Khi mà máy chạy thì nó sẽ hạ rẻ lau này xuống
nó cắt như thế này, nó sẽ xoay cái phần đế rẻ xuống. Thì khi mà máy chạy nó sẽ xoay mặt rẻ mà nó chạm sát sàn xong luôn. Nên khi mà các bạn lau nhà rất là hiệu quả. Nói về độ gọn gàng thì các bạn có thể thấy rằng là con MIUI Omni cực kỳ gọn gàng khi mà mình ngồi so sánh với nó. Nó chỉ to hơn những dòng máy mà các cháu hút bụi một chút xíu thôi. Trong khi đó thì nó chứa toàn bộ các tính năng cần thiết của một con robot hút bụi toàn năng. Và nhờ cái sự gọn gàng này thì ở cái phần phía bên này, cái bên này nè, các bạn có thể nhìn thấy được luôn cái rẻ lau nó đang xoay đang giặt. Khi mà cái luồng khí nóng thổi ra để sấy khô rẻ, các bạn có thể thấy ở ngay cạnh bên này luôn. Và điều này giúp cho máy sấy khô cực kỳ nhanh, vệ sinh cũng cực kỳ dễ dàng. Về phần mềm điều khiển của MIUI Omni thì chúng ta vẫn có một phần mềm điều khiển khá là quen thuộc của họ MIUI. Và một điều mà mình cảm thấy ngạc nhiên đó chính là cái khả năng điều khiển của nó. Bây giờ chỉ cần chọn là hút và lau hoặc là chỉ lau mà không cần phải thao tác gì trên con robot nữa cả. Hoàn toàn chúng ta chọn từ xe bất kỳ đâu cũng được. Chúng ta chỉ cần chức năng chúng ta muốn, chọn lực hút chúng ta muốn mà chúng ta bấm bắt đầu thôi. Là máy sẽ tự đi làm mà chúng ta không phải quan tâm thêm gì khác nữa. Với các tinh chỉnh bên trong thì chúng ta vẫn có một phần khá là hay, đó chính là phần mà map list. Con máy này có thể lưu được nhiều bản đồ. Một vài tính năng khác nữa như là tính năng ở trên thảm thì chúng ta có thể lựa chọn hai khả năng. Một là máy nó sẽ leo lên thảm và nâng cái rẻ lau lên để không làm ướt thảm, hoặc là máy sẽ tự động tránh thảm ra như con Wii 10 vậy. Chúng ta chỉ cần tùy chọn thôi, rất đơn giản. Ngoài ra những tính năng khác đơn giản như là chuyển máy qua giọng nói tiếng Anh, chúng ta có thể chọn ở trong này. Có khá nhiều tính năng, tuy nhiên thì với mình thì việc quan trọng nhất của MIUI Omni đó chính là việc sử dụng đơn giản. Khi bây giờ thực sự thì các bạn chỉ cần quan tâm là lựa chọn chế độ các bạn muốn hoặc là hẹn giờ các bạn muốn và nó sẽ tự động chạy thôi. Chúng ta gần như không phải điều chỉnh gì này đáng kể cả. Bây giờ thì mình sẽ cho robot đi tạo bản đồ nhanh nhé. Bây giờ mình sẽ cho MIUI Omni chạy thử với một cái sàn có những đồ vật ngẫu nhiên. Mình sẽ hút lo đồng thời cho nó chạy test về đo độ ồn nữa nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên thì robot sẽ giặt rẻ lau trước, sẽ mất tầm khoảng tầm 1 phút để giặt rẻ lau. Như độ ồn của máy cực kỳ êm, chỉ khoảng 55 đến 56 decibel, rất ấn tượng. Ngoài ra thì ở trên MIUI Omni thì mình thấy một tính năng rất là hay. Khi mà bên trong máy có một cái hộp nước, nhờ vậy mà nước được mang theo robot và làm ẩm giặt. Nó không cần quay về trạm giặt liên tục như là con Wii 10. Do đó nó có thể bắt đầu ngay từ bên ngoài. Nhưng mà trong phần mềm thì hiện nó chưa cho phép làm điều này. Có thể dùng một cái mẹo nhỏ. Ở đây mình thử thì chỉ cần cho máy chạy ra bên ngoài, rồi sau đó thì chúng ta chuyển sang chế độ làm sạch tại một khu vực nhất định. Và ở đây thì máy sẽ hỏi chúng ta là yêu cầu là chúng ta kết thúc cái chu trình làm việc cũ và các bạn đồng ý. Và ngay sau đó thì chúng ta chỉ cần bỏ cái ô này đi và chúng ta mang robot lên, bấm chạy như là được nhé. Như ở đây mình thấy ví dụ là mình đã cho máy về standby rồi và rẻ là mới được giặt xong, bơm nước đầy trong này và mình bấm nút này cho máy chạy. Thì máy sẽ chuyển luôn qua cái chế độ là vacuum and mopping, nó hút đồng thời luôn và không cần thiết phải đi về trạm để giặt rẻ. Thì cái này sẽ giúp cho các bạn ở những cái tầng nhà khác nhau dễ dàng là sử dụng máy hơn mà không cần thiết phải bay chậm theo nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử khả năng giặt rẻ của con MIUI Omni với một hai cái rẻ đang dơ này nhé. Ok, mình đã cho nó tự trở về đây và tự giặt. Returning to the dock to charge.
chúng ta sẽ cần phải đợi khoảng tầm 1 phút để cho máy giặt rẻ xong nhé. Máy sẽ lấy nước sạch từ cái ô nước sạch ở đây, bơm xuống phía dưới, đưa vào trong cái hộp nước của máy, và hộp nước của máy lại tiếp tục xả thẳng xuống cái rẻ lau của máy ở dưới này. Rồi sau khi mà rẻ lau đã được thấm ướt, máy đã xoay tròn hai rẻ lau với tốc độ cao. Phần dơ đó, nước dơ đó nó sẽ được hút ngược trở lên trên một cái hộp nước dơ ở trên này, sẽ riêng biệt với hộp nước sạch. Ở ngay đây thì mình có thể thấy là cái rẻ lau đã được xoay, thì nó xoay có nhiều tốc độ khác nhau. Khi mà nó giặt sẽ xoay với một cái tốc độ vừa phải. Còn khi máy vắt nước từ trong cái rẻ lau ra thì máy sẽ xoay với 4 cấp độ, tốc độ xoay sẽ nhanh dần. Nó thông báo của người máy sẽ được báo về cho điện thoại là máy đang ở trong tình trạng như thế nào, đang giặt hoặc là đang chuẩn bị xong. Chúng ta còn đợi một lát nào. Ok, bây giờ mình sẽ cho máy đi ra ngoài này và chúng ta kiểm tra cái rẻ lau của nó nhé. Để cho máy đi ra ngay phía trước này thì chúng ta sẽ bấm vào nút hình ngôi nhà ở đây và nút Clean Station. Máy sẽ tự động đi ra. Nút này cũng sẽ giúp cho các bạn khi mà các bạn muốn vệ sinh khu vực trong này nhé. Thì bấm nút này, các bạn sẽ không phải kéo máy ra một cái thủ công. Ok, cùng xem các khả năng giặt của nó nè. Đây là rẻ lau sau khi đã giặt, khá là trắng sạch. Ngoài ra thì có một điểm mình rất là khen cái dòng này, đó chính là cái việc mà thiết kế cái dốc của nó rất là tốt. Nó đưa những cái lượng nước mà còn dư đây này, nó đẩy gần như toàn bộ vào cái phía bên trong này được và được hút lên. Cái phần dư đấy rất là ít, điều đó giúp cho việc mà chúng ta sấy rẻ, nó sẽ mau khô, nó khô cả cái rẻ này và khô ở khu vực trong này, nó không bị gây mùi hôi nữa. Như các bạn có thể thấy ở trong này, thì mình dở cái lược này ra, thì nhìn cái lượng nước đọng lại rất là ít luôn. Ok, và theo tổng kết thì đây là con máy thực sự khiến mình cảm thấy phấn khích. Khi mà nó giải quyết gần như toàn bộ các vấn đề các bạn đã gặp ở những dòng robot trước đây. Những dòng robot trước đây thiếu sót nhiều thứ thì với Mirror Omni trong mắt mình nó gần như là hoàn hảo 99% rồi. Gần như không có tính năng nào mà nó không có cả. Về tất cả các tính năng lau sạch thì Mirror Omni gần như hoàn hảo. Khi khả năng lau của nó có một cái lực nhấn rất là tốt. Khả năng nâng hạ rẻ lau nghe tuy đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó hỗ trợ cho các việc mà làm sạch nhà rất là tốt. Khi cái rẻ lau bây giờ nó không còn bị kéo lê trên mặt sàn liên tục, nó sẽ không có tình trạng là cái vết dơ ở nơi xe bị kéo về gần đến trạm. Ngoài ra thì với thiết kế trạm kiểu mới cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ nhàng, khiến cho các bạn dễ dàng di chuyển nó đi. Đồng thời thiết kế hở phần này giúp cho việc vệ sinh máy cực kỳ dễ dàng, đảm bảo vấn đề vệ sinh trong một thời gian dài sử dụng. Và với việc tự động hóa rất cao, máy gần như làm như toàn bộ các tính năng rồi. Và nên mình tin rằng kể cả những người cao tuổi hoặc là trẻ em cũng có thể làm quen và sử dụng máy cực kỳ dễ dàng. Với tất cả những tính năng này và mức giá còn thấp hơn ở Win 10 Pro thì mình xin dám chắc rằng đây là một cái lựa chọn cực kỳ xuất sắc. Khi chúng ta có toàn bộ các tính năng quan trọng, những tính năng hiện đại nhất đều nằm trên Mirror Omni. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu có thắc mắc nào đừng quên comment bên dưới để ông chủ nội trợ cùng giải đáp nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.